Ừ đó, nên là đúng mà, thì có nghĩa là bên phía Naos cũng có tìm hiểu KBG cũng giống anh em mình. Chính Và xác. ngay lập tức họ cấm đi Yuumi rồi. Đây là một điều rất là chuẩn đấy. Tôi đánh giá là đã thấy được rằng thật ra là đây là một tín hiệu mà không vui lắm dành cho vị trí của các thành viên bên phía đội tuyển Naos. Và đây là chiêu cuối được tung ra đến từ vị trí của Rafe. Nó cũng anh ta còn tốc biến à. Anh ta định có thể lấy này làm pha thi đấu mà cam, anh ta muốn làm gì vị trí của Đạt đấy, tốc biến hay một pha thi đấu tốt đến từ các thành viên của bên đội tuyển Naos. Nhưng bây giờ KBG họ đã đến rồi, đại thử thách được bật ra vị trí của cam. Chiêu cuối được tung vào đến từ vị trí của Rafe, không thể bỏ về được, nhưng một cái tản xuất hiệu được tốt. Yapi lấy được mạng trước một đòn đánh thường cuối cùng đến từ vị trí của Bimo. Bốn thành viên đang có mặt ở đây, đó là các thành viên của Naos. Họ đổi mục tiêu rất nhanh và đó là một pha đổi mục tiêu cực kỳ hay đến từ vị trí của Naos. Các thành viên của bên đội tuyển Naos họ có một pha xử lý cực kỳ tuyệt vời, một pha luân chuyển giao tranh đổi ngay người, đó là điều gì đó nó không thơm. Bây giờ Đạt đến, đang sẽ ra một tình huống băng trụ, Can chưa dọn lính thành công. Anh này bắn liên tiếp vào đầu của anh Tài, nhưng bây giờ thì Giao Pi đến. Yuyu lăn bụng trúng vào người của Giao Pi. Và Giao Pi không thể tấn công ở trong pha thi đấu này, mà sự chủ động thuộc về cho bên phía KBG. Đại băng tiện trúng vào đầu của hỗ trợ bên phía của Now Esports. Anh ta đứng yên một khoảng thời gian rất lâu. Và đó là điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía KBG. Đến từ khu vực đường giữa, hay nói cách khác là Mitsura đang có một ván thi đấu cực kỳ tệ với con Corki của mình, với vai trò carry chính ở trong đội hình của Now Esports. Giao Pi đã khởi động con sứ giả khe nước và chắc chắn là Đạt đang muốn tranh chấp con mục tiêu này. Và cú đại bằng tiễn một lần nữa trúng ở đầu hỗ trợ bên phía Naos Esports. Và sau đó thì Đạt băng vào và cướp đi được con sứ giả khe nước, liên tiếp là những cú bộ đến từ vị trí của Đạt. Đạt tốc biến thoát đi, nhưng anh ta vấp phải quá nhiều sự truy cản đến từ Can. Một cú tranh chấp cuối cùng để giúp cho Can có được màn hàng cùng người đi đường bên phía đối phương. Xiaoma đang thoải mái bắn từ phía sau và KZ đang càng quấy từ phía trước. Rất nhiều sát thương từ mọi phía đến từ KBG. Và đó là đầu như thế nào, và đó là một pha thi đấu petakill đến từ vị trí của R9. Tiếp tục có một pha thi đấu mở đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển, đó là KBG với một cú đại băng tiễn lao vào chiêu cuối tung ra siêu bom địa ngục đến từ Zik. Nó không có quá quan trọng nữa rồi, và tiếp tục là chiến thắng mạng có đến từ vị trí của R9. Có thể ăn được con ba lần này. Giao Pi đang đến, có thể làm gì được không? Và đây là pha thi đấu mà Giao Pi đang rất cố gắng đấm tốc biến đấm thường, và có lấy được không? Và câu trả lời là anh ta không lấy được. Và bây giờ đại thử thách được bật thẳng vào người đến từ vị trí Mitsura, gói hàng giúp anh ta chạy rất xa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy được rằng bắt đầu là sức bắn đến từ Aranai, Pika Pikachu, và đây là một pha thi đấu anh ta lướt qua tường tốc biến bắn theo double kill, nhưng lại vào vị trí của Yu Yu, một con chuột điện. Nó đang cực vào phút thứ 44 này. Đây không phải là trận thi đấu nhanh nhất, rất may mắn cho bên phía đội tuyển Naos, bởi vì trận thi đấu nhanh nhất thì Team Fast họ lấy mất rồi, đấy là 11 phút cơ. Còn 14 phút 55 thì sau con Baron này, các thành viên của bên phía đội tuyển KBG có luôn chiến thắng, một chiến thắng cực kỳ hủy diệt và không có bất kỳ một sức bật hay chống trả nào đến từ đại diện của khu vực APAC. Có thể luồn vào tuyến đằng sau vào vị trí của Barrett cũng như là Corki. Đó là lý do vì sao mà Naos họ không cấm đi Kha'Zix ở trong phase 2 của họ. Họ tưởng là con Sen sẽ nằm trong tay của Đạt. Lên có một pha mở, nhưng mà rõ ràng là các thành viên của KBG họ đã cắm một con mắt rất là tốt vào đây, thậm chí rằng là một pha thi đấu hai cái tốc biến được đào đến từ bên phía của bên phía đội tuyển Naos. Họ chưa lấy mạng được vị trí của KZ, Mitsura bây giờ mới đến, một người sẽ phải bỏ mặc lại, và đó là thời gian càng trôi qua lâu thì sẽ càng có lợi cho họ, khi mà gói hàng quốc kỳ sẽ mất đi. KZ solo với Can khu vực đứng trên thua kìa. Chưa có một tình huống công kích hoàng hậu, bây giờ mới là công kích hoàng hậu không chính trúng vào người của các hàng rồi thì làm sao đào đông ra áp lực được. Nhưng đây là vũ đại bằng tiễn, nó bị trượt, đang dồn tất cả mọi thứ và họ thành công làm được điều đó. Sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí của Jerry, và ngay lập tức thì đó là một pha thủ hiệu nổ đến để hỗ trợ anh chàng này có thể về không về được nữa rồi. Một pha móc tốt đến từ vị trí của Rafe, và con này anh ta dù sao cũng phải đóng vai trò làm tiền đề rất là lớn để cho con Kha'Zix của Đạt vào sau. Một tình huống mà Xiaopi muốn bắt lại vào vị trí của Yu Yu, nhưng anh ta không có ai hỗ trợ phía sau lưng cả. Xiaopi đang sử dụng cú lốc xoáy của mình nỗ lực để có thể thoát đi, và cả nhất thống đến từ vị trí của KC thì làm sao được. Tức là nó cảm giác như họ đang tương đối phân vân. Bây giờ Giao Pi trúng cái đại bằng tiễn và sau đó là biến mất rất nhanh, màn hạ gục dành cho R9. Và KBG ngay lập tức ập vào đánh, Mitsura trả đam từ phía sau, lượng đam của anh ta không có bao nhiêu cả, Rafe kẹt lại. Mặc dù có đồng hồ cát nhưng không có ai trả đam cho anh ta. Cái nhất thống của KG hay là nên giữ chiêu cuối để có một tình huống giao tranh mà cả hai bên ập vào nhau. Đó là cái nỗi phân vân của Naos trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và tiếp tục là một cú đại băng tiễn hay và trúng vào người của Rafe. Ngay lập tức là thùng đựng nổ nối và Rafe không còn trên bản đồ nữa. Giao Pi sử dụng lốc xoáy. Nhưng hai người làm sao mà đấu với bốn người, thậm chí là năm người ở đây. Okay. Anh ta bắn cháy máy luôn. Còn tiếp theo một lần nữa chúng ta thấy Rafe sẽ là người lên bảng. Đồng hồ cát được tung ra đến từ vị trí của con Kha'Zix này, không phải nằm xuống. Thậm chí là Rafe chưa phải nằm xuống. Nhưng R9 đã đến. Và tiếp tục lần thứ 3 trong trận thi đấu này chúng ta thấy gói hàng bị mất đi. Và thậm chí rằng R9 anh ta tự tin đến cái mức mà anh ta... Wow! Bắn điên rồi!
Arana. Bắn nó thật sự rất là điên, đó là điên nặng điện đến từ vị trí của Jerry. Còn đây là một pha thi đấu mà họ đang muốn bắt vào vị trí của Seama, họ chắc chắn sẽ bắt được bởi vì lượng sát thương đến từ ba thành viên này là đủ. Nhất thống tung ra đến từ vị trí của UU và đây có thể là một đòn hồi bá thương được không? Nhất thống chỉ được vội bộ chỉ được có một người mà thôi, chiêu cuối đến từ Bibo. Anh ta đã chói được hai thành viên, thậm chí anh ta chói được cả Kha Dinh và KG sẽ phải lên bàn để xuống trong tình huống này. Khi mà KG đang quá tự tin, một pha sử dụng vội bộ, anh ta chỉ vô ảnh bộ được một người, thiếu nó được tạo ra nhưng Yao Pi với những cú thiết bản gần là cực kỳ nhiều. Các thành viên của bên phía đội tuyển Naos ở pha thi đấu vừa rồi là thành công, nhưng đây là một pha đẩy quá hay, chiêu cuối đã tung ra Pika Pikachu và đó là ngay là con cào cào. Còn đây là khu vực đứng trên, Arai tốc biến sử dụng cho mình, đó là chiêu cuối nhưng mà hơi chớ trong tình huống này, nhưng Xiaoma cũng đã đến rồi và có lẽ dễ vẫn là có mạng dành cho vị trí của Jerry mà thôi. Arai mặc dù trong Pokemon thì một đá nước thôi, còn Jerry nằm trong thể Arai thật sự đang là quá mạnh rồi và tiếp tục là một pha thi đấu mà đây sẽ là cái hồi kết dành cho Naos rồi. Chiến thắng đã có, đây là một chiến thắng 2-0. Trận thi đấu này thì Naos gọi là làm được gọi là tốt hơn một chút xíu thôi, nhưng mà đó là tất cả những gì họ làm được. Còn trong khi đó thì các thành viên của bên phía đội tuyển KBG đơn giản là họ quá mạnh